Đó, chúng ta xin đến với một bài đó, tính giá trị của vị thước T là bằng modulus của Z1 bình cộng Z2 bình. Biết rằng Z1, Z2 là hai số phức thỏa mãn. Modulus Z1 bằng modulus Z2 bằng 8. Và toán cho hai số phức là Z1 và YZ1. Chúng ta có là modulus của Z1 bằng 8. Rồi nó gọi M với N là điểm biểu diễn của Z1 và YZ2. Thì mình có là modulus của YZ2. Đặt số phức này là số phức V kép. Mình có là modulus của V kép chính là bằng cái gì? Chính là bằng modulus của một tích là bằng tích các modulus. Modulus của Y nhân cho modulus của Z2. Và cái này chính là bằng 8. Thì chúng ta có biểu thức T là bằng modulus của Z1 bình cộng Z2 bình. Và bây giờ mình sẽ chuyển cái Z2 này theo V kép là bằng modulus của Z1 bình trừ đi Y Z2 tất cả bình phương. Tại vì sao? Tại vì Y bình chỗ này sẽ thành trừ 1. Chúng ta nhân với trừ 1 nữa thành dấu cộng. Rồi, cái này chính là bằng cái gì? Modulus của Z1 bình trừ V kép bình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dữ kiện đó là thứ nhất là modulus của Z1 bằng modulus của V kép bằng 8. Chắc chắn quỹ tích của nó là đường tròn tâm O. Bán kính là bằng 8. Đây, trên đây bán kính là bằng 8. Rồi, chúng ta biết được đây là hai số phức bất kỳ trên đường tròn này. Đây, mình đặt đây nha. Ví dụ đây là Z1, trên đây là V kép. Thì chúng ta có là M và N là điểm biểu diễn của Z1 và V kép. Họ biết góc MON bằng 60 độ. Góc này, MON bằng 60 độ. MON bằng 60 độ. Rồi, vậy thì mình sẽ làm như sau. Chúng ta biết được là số phức Z1 có modulus là bằng 8. Thì nó sẽ biết nó dưới dạng lượng giác nó là 8 cái góc. Đây mình sẽ chọn là một cái góc 0 độ đi. Tại vì sao? Ta kêu tính biểu thức này thôi. Cho nên chúng ta có thể chọn một cái góc bất kỳ là 8 0 độ. Ở đây chúng ta biết được số phức V kép nó chính là bằng cái gì? Modulus của V kép là bằng 8. Rồi còn cái góc của đây là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy cái góc 0 độ này, chúng ta cộng thêm 60 độ vào. 60 độ. Còn để ý mình có thể mình chọn cái góc này khác 0 độ cũng được, 1 độ, 2 độ, 3 độ cũng được. Thì góc ở đây dưới đây sẽ tương ứng là 61 độ, 62 độ đó. Đó nha. Rồi sau khi chúng ta chọn được Z1 và V kép, chúng ta sẽ thế vào đây thôi. Đây chính là bằng modulus của Z1 là 8 góc 0 độ bình phương trừ cho 8 góc 60 độ bình phương. Rồi chúng ta sẽ bấm những Casio. À, bấm chứng minh mod 2, chuyển sang chế độ số phức. Chúng ta nhập vào module của 8 góc 0 độ bình phương. Mình phải để máy tính là chế độ là degree là độ nha. Rồi trừ cho 8 góc. Đây là 60 độ. Tất cả bình phương. Mình bấm Enter. Đã cho thu được kết quả là 64 căn 3. Phương án chính xác ở đây là phương án B. Rồi, như cái chỗ này mình đã nói lúc nãy, mình có thể mình thay cái độ này lên. Ví dụ đây là 1 độ thì ở đằng sau đây sẽ là 61 độ. Thì hai cái góc này phải lệch nhau 60 độ. Và cũng cùng một kết quả thôi các bạn. Rồi mình thử 10 độ đi. Sau đây sẽ là 70 độ. Rồi, như các bạn thấy mình chọn cái góc trên đây là bao nhiêu độ thì góc đằng sau sẽ là cái độ này cộng thêm 60 độ nữa là được.